Mình sẽ thi cuộc thi khơi nguồn tri thức tại trường khoa học xã hội và nhân văn. Quyển sách mình thi hôm nay là quyển sách Chuyện rừng xanh của tác giả Rudyard Kipling. Xin chào ban giám khảo và các bạn. Em tên là Trương Hoàng Phúc, học sinh lớp 54 trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu. Hôm nay em xin giới thiệu về quyển sách Chuyện rừng xanh của tác giả Rudyard Kipling. Rudyard Kipling sinh năm 1865 và mất năm 1936 là một nhà văn người Anh. Ông sinh ra và lớn lên tại Ấn Độ, nơi trở thành nguồn cảm hứng cho các sáng tác của ông. Ông đoạt giải thưởng Nobel Văn học năm 1907 với tiểu thuyết Kim khi ông 42 tuổi, là tác giả trẻ nhất nhận được giải thưởng cao quý này cho đến nay. Những tác phẩm tiêu biểu của ông như Chuyện rừng xanh năm 1894, Chuyện rừng xanh tập 2 năm 1895, Kim năm 1901, Sự tích các loài vật, Chuyện như thế đó năm 1902. Nhưng câu chuyện về cuộc phiêu lưu có cậu bé Monkley trong Chuyện rừng xanh vẫn nổi tiếng hơn cả. Tác phẩm Chuyện rừng xanh do Rudyard Kipling sáng tác năm 1894, ấn phẩm do nhà xuất bản Kim Đồng phát hành năm 2021 do Sâm Nam dịch. Quyển sách dày 242 trang, bao gồm 5 câu chuyện về thế giới động vật kỳ thú. Thứ nhất là cuộc phiêu lưu của Monkley, thứ hai là hải cẩu trắng, thứ ba là Ricky Tiki Tavi, thứ tư là Tomai Voi, thứ năm là bài tôi cô nữ hoàng. Nhưng em ấn tượng nhất là cuộc phiêu lưu của Monkley. Câu chuyện kể về một cậu bé người Ấn Độ đã bị cọp Shere Khan giết hại cả cha lẫn mẹ. May mắn cậu đã chạy thoát được và lọt vào hang sói. Lúc này, sói mẹ Raksha đang nuôi 4 sói con và sói cha đã bảo vệ cậu và nuôi nấng cậu bằng dòng sữa sói và tình yêu thương. Sói mẹ gọi cậu là ít nhỏ Monkley. Trong cuộc họp định kỳ để nhận thành viên mới trên đá hội đồng, dưới sự chiếu tọa của Akela, sói già đầu đàn, Monkley tuy không phải là sói, nhưng đã được gấu Balu, báo đen Bangira bảo lãnh. Gấu, báo đen và sói cha đã trở thành những người thầy dạy dỗ cậu về luật rừng với các quy tắc ứng xử trong cộng đồng muôn thú. Ngoài cọp Shere Khan hung ác, kẻ bị muôn thú trong rừng ruồng bỏ là lũ dân khỉ Badaloc. Chúng đã bắt cóc Monkley về hang lạnh và cho cậu làm thủ lĩnh vì sự thông minh của cậu. Báo đen Bangira và gấu Balu đã nhờ sự giúp đỡ của những người bạn là chim diều Ran và voi rừng Hathi, nhất là sự giúp đỡ của Chandaka, đã giải thoát cậu khỏi hang lạnh. Cậu Shere Khan, kẻ đã giết hại cha mẹ Monkley, lại tiếp tục đe dọa cậu. Cậu đã dùng lửa đánh đuổi Shere Khan và cứu Akela, nhưng rừng không phải là chỗ của cậu. Monkley buộc phải rời bầy và quay lại với xã hội loài người. Cậu đã cố gắng học tập để hòa nhập với loài người, mặc dù đã được Meshua và chồng của bà nhận nuôi. Nhưng cọp Shere Khan vẫn tìm đường về làng bắt cậu. Nhưng bằng sự mưu trí và sự giúp đỡ của anh xám và Akela, cọp Shere Khan đã bị đàn trâu nhà giẫm chết trong khe núi. Lão thợ săn Bundio do tức giận vì không cướp được tấm da cọp mà đã xúi giục dân làng ném đá đuổi cậu ra khỏi làng. Cuối cùng, Monkley trở về khu rừng Siêu Ni, đặt tấm da cọp lên đá hội đồng như lời đã hứa, và cậu sống cùng 4 sói con như bầy tự do trong rừng. Tác phẩm Chuyện rừng xanh của Rudyard Kipling gửi đến người đọc những thông điệp như tình yêu thương, tính kỷ luật trong xã hội, trong rừng gọi là luật rừng, tinh thần đoàn kết để luôn luôn chiến thắng sự hung ác, luôn luôn học hỏi để thích nghi với mọi hoàn cảnh. Ngoài những thông điệp trên, qua lời kể vô cùng hấp dẫn, tác giả đã đưa người đọc chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên hoang dã vô cùng đẹp và những pha gây cứng, hồi hộp khi Monkley chiến đấu với kẻ thù. Em mong mọi người chung tay bảo vệ thiên nhiên và muôn thú để Chuyện rừng xanh không chỉ qua lời kể của Rudyard Kipling mà đó còn là một bức tranh sống động và có thật ngoài đời. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Em xin chào.